Chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube của Thiên Phạm. Em chuyên tư vấn về các chương trình đầu tư định cư Mỹ, Canada và các nước châu Âu, cũng như là giúp người Việt Nam mình mua nhà trên 50 tiểu bang của Mỹ, tiết kiệm chi phí nhất và an toàn tối đa cho nhà đầu tư. Thì hôm nay em xin trình bày với anh chị đó là về đất nước Canada. Thì Canada là một quốc gia hiện đại, đa văn hóa với trình độ kỹ thuật phát triển cao, đồng thời cũng rất phong phú về tài nguyên thiên nhiên và con người, với những thành tựu rực rỡ về mọi mặt. Canada đã khẳng định mình là một trong những quốc gia thanh bình và thịnh vượng nhất thế giới và là nơi lý tưởng dành cho tất cả mọi người. Về thương mại và sự phát triển kinh tế ở Canada thì sau chiến tranh, Canada vẫn phát triển thịnh vượng và đạt được tiến bộ về vật chất nhờ thắt chặt quan hệ hữu nghị và hợp tác với Hoa Kỳ cũng như các đối tác thương mại khác. Canada đã trở thành một trong những nền kinh tế mạnh nhất trong những nước công nghiệp. Ngày nay, người dân Canada được hưởng một trong những tiêu chuẩn sống cao nhất trên thế giới và các nỗ lực thương mại với các quốc gia khác, mà đặc biệt là Hoa Kỳ. Vai trò quốc tế của Canada thì bên cạnh việc gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian của Mỹ, Canada cũng đóng vai trò tích cực vào các hoạt động an ninh quốc tế của Liên Hiệp Quốc, với nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Ai Cập, Cyprus, Haiti, giống như Úc, New Zealand và các quốc gia khác. Canada từng bước phát triển độc lập dân tộc và tạo nên những đóng góp hết sức đáng kể. Canada, một xã hội hiện đại, thì khi những giá trị xã hội thay đổi trong sự bùng nổ kinh tế sau chiến tranh, Canada đã trở thành một xã hội linh hoạt và rộng mở hơn. Người Canada tin tưởng vào sự bình đẳng của nam giới và phụ nữ và ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, chính phủ Canada cũng từng bước công nhận quyền bầu cử của tất cả cư dân trên lãnh thổ và gỡ bỏ quy định chỉ ưu đãi nhập cư cho người châu Âu ra khỏi luật di trú. Với chính sách thông thoáng này, chính phủ Canada đã mở cửa chào đón tất cả các dân tộc trên thế giới đến Canada định cư và làm việc. Sự phát triển thịnh vượng đã giúp Canada có khả năng mở rộng các chương trình trợ giúp xã hội, các đạo luật y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hiện nay gọi là bảo hiểm việc làm, trợ cấp hưu trí và ngân sách giáo dục đã được các tỉnh và các vùng lãnh thổ ở Canada hết sức chú trọng phát triển nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân. Các nét văn hóa xã hội của người Canada gốc Pháp cũng được chú trọng phát triển mạnh mẽ, nhất là ở Quebec. Năm 1963, Quốc hội thành lập Ủy ban Hoàng gia Song ngữ và Song văn hóa. Năm 1970, Canada đã giúp thành lập Cộng đồng Pháp ngữ, một hiệp hội quốc tế của các nước nói tiếng Pháp. Thành tựu nghệ thuật, văn hóa và khoa học của Canada. Các nghệ sĩ Canada có một lịch sử lâu dài với nhiều thành tựu thật đáng tự hào. Nghệ sĩ từ tất cả các vùng miền trên đất nước phản ánh và định nghĩa nền văn hóa đa dạng với các hình thức biểu hiện sáng tạo và đã đạt được thành công vĩ đại cả trong và ngoài nước. Canada có những đóng góp đáng kể cho văn học bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Nhà văn, nhà thơ, nhà sử học, ca sĩ, nhạc sĩ và đã mang những câu chuyện của Canada đến với các dân tộc trên thế giới. Canada có một lịch sử hoạt động nghệ thuật lâu dài và được đánh giá cao. Với một mạng lưới nhà hát nổi tiếng và các công ty biểu diễn nghệ thuật, các bộ phim của Denis Ashkan đã được phổ biến tại Quebec và trên khắp đất nước, đã giành giải thưởng quốc tế. Bên cạnh đó, Canada còn có các nhà làm phim nổi tiếng khác như Norman Jewison và Atom Etrogan. Nhờ những thành tựu ấy mà truyền hình Canada cũng trở nên phổ biến. Thể thao đã phát triển mạnh mẽ khi tất cả các tỉnh và các vùng lãnh thổ đã đào tạo nên các vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư, cũng như các ngôi sao đạt huy chương Thế vận hội năm 1981. Bóng rổ được phát minh bởi một người Canada tên là James Naismith. Nhiều giải đấu thể thao của Canada gây được tiếng vang lớn với các đội tuyển quốc gia Canada ở bộ môn khúc côn cầu trên băng đã thống trị thế giới. Năm 1996, tại Thế vận hội mùa hè,
Donovan Bailey lập kỷ lục thế giới ở bộ môn chạy nước rút và hai huy chương vàng Olympic. Wayne Gretzky chơi cho Edmonton Oilers năm 1979, năm 1988 là một trong những vận động viên khúc cung cầu vĩ đại nhất mọi thời đại. Những tiến bộ khoa học và công nghệ của Canada đang nổi tiếng khắp thế giới và góp phần thay đổi các thiết kế và góp phần thay đổi kết nối kinh doanh giữa các quốc gia. Khoa học và nghiên cứu tại Canada đã giành được sự công nhận quốc tế và thu hút rất nhiều sinh viên theo học, cũng như các nhà nghiên cứu và các doanh nhân tham gia vào các nghiên cứu y tế, viễn thông và các lĩnh vực khác. Từ năm 1989, cơ quan vũ trụ Canada và phi hành gia người Canada đã tham gia thăm dò không gian. Gerhard Herbert, một người tị nạn từ Đức Quốc xã, John Bolanji, Sidney Altman, Richard E. Taylor, Michael Smith và Bertram Rockhouse là các nhà khoa học người Canada đã đạt được giải Nobel. Thì em vừa trình bày xong về đất nước Canada hiện đại và những cái nền văn hóa đa sắc tộc, cũng như là những cái chính sách mà Canada đang mở rộng để thu hút người dân trên khắp thế giới. Thì em cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Nếu thấy những thông tin chia sẻ là hữu ích, xin quý anh chị hãy like và subscribe kênh để ủng hộ em ra những cái video mới nhất. Em chuyên thì nếu anh chị nào cũng quan tâm về các chương trình đầu tư định cư Mỹ, Canada và các nước châu Âu, cũng như là quan tâm tới việc sở hữu bất động sản Mỹ vĩnh viễn để cho thuê hoặc là để định cư sau này, thì cũng có thể comment bên dưới hoặc để lại số điện thoại, em sẽ liên hệ tư vấn chi tiết hơn. Em xin chân thành cảm ơn quý anh chị và chúc quý anh chị một ngày thật vui vẻ và ngày càng thành công hơn trong công việc và cuộc sống ạ.